ăn cùng bà Tuyết vậy? Ăn cùng bà Tuyết, nhưng mà là một bà Tuyết khác, ở trên cùng một giá. Diệu kỳ Việt Nam chưa? So sánh đùi gà rong biển ăn cùng bà Tuyết và ăn cùng bà Tuyết. Nhìn sơ qua làm sao biết khác ở đâu ạ? À, sao hình bà Tuyết pha kè trông người đẹo hình đẹo dạng nhỉ? Bà Tuyết pha kè là không có dấu sắc nhé. Thế bây giờ đọc như nào nhỉ? U y e uyết tờ uyết tuyết tuyết. À, thế nào đều đọc là bà Tuyết. Cùng lấy cái hình là đùi gà rán cho thêm cái rong biển lên, nhưng mà cái của bà Tuyết không dấu sắc là nó vỡ hình vỡ nét luôn. Đằng sau của bà Tuyết không sắc lại còn có cả chồng rong biển khô nữa, có quá là chuyên nghiệp cơ. Bà Tuyết có sắc thì có cơ sở sản xuất, rồi là cơ sở chịu trách nhiệm đàng hoàng rõ ràng. Ăn vặt Ba Tuyên, địa chỉ sản xuất ở Hà Nội. Ở đâu? Ở đâu? Ngày sản xuất đâu? Đã sử dụng đâu? Cùng giá nhưng mà bà Tuyết không sắc lại còn ít hơn của bà Tuyết có sắc. Ơ thế thì tại sao lại phải mua bà Tuyết không sắc? Đã ít hơn lại còn không phải là hàng real. Mùi nó cũng khác nhau nhé. Bà Tuyết có sắc thì cái mùi của nó sẽ thoang thẳng nhẹ cái mùi rong biển.